Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tayco. Thì trong cái video này tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái bình rửa xe bọt tuyết mini dùng cho máy cao áp. Trên tay tôi đây chính là cái bình rửa xe bọt tuyết dùng cho máy cao áp. Thể tích của nó là 1 lít, thương hiệu là Kokoro. Vậy thì cái bình này nó để dùng để phun bọt tuyết cho những cái tiệm rửa xe và chăm sóc xe, hoặc là phun các cái dung dịch hóa chất lên gầm xe, hoặc là khi mà rửa khoang máy. Thì tại vì là cái bình nó nhỏ, nó chỉ có 1 lít thôi, cho nên là nó cũng rất là cơ động, rất là linh động trong cái quá trình mà mình sử dụng. Vậy thì cái bình phun bọt tuyết mini dùng cho máy cao áp Kokoro của Tayco nó có những cái ưu điểm gì khi so với các bình bọt tuyết khác trên thị trường? Thì thứ nhất là nói về cái phần vỏ bình này. Thì cái vỏ bình này được làm bằng nhựa HDPE rất là dẻo, cho nên là khi mà rơi ấy thì không sợ bị vỡ hay bị nứt. Cái thứ hai ấy là trên vỏ bình này, các bạn có thể thấy là có các cái thang chia đánh số này, rất là dễ dàng trong cái quá trình mà mình pha dung dịch để mà rửa xe hay là xịt gầm hay là rửa khoang máy. Cái thứ ba nói về cái vòi xịt này. Thì cái vòi xịt này nó được làm bằng thép hợp kim, cho nên rất là bền khi mà được sử dụng trong cái môi trường dung dịch rửa xe với những cái hóa chất có độ kiềm rất là cao. Và cái thứ tư là trên cái đầu vòi này có thể thay đổi được cái tia xịt xòe ra hay chụm lại. Và cái thứ năm nói về cái ưu điểm của cái bình bọt tuyết Kokoro mà Tayco đang cung cấp hiện nay, đó là đều được bảo hành 6 tháng, cho nên là khách hàng khi mà mua có thể yên tâm trong cái quá trình sử dụng. Mọi cái vấn đề mà liên quan đến bình do lỗi của nhà sản xuất thì chúng tôi đều miễn phí đổi trả. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái bình rửa xe bọt tuyết mini dùng cho máy cao áp này. Thì thứ nhất là về cái đầu súng. Đây là cái đuôi chuột nước răng 13 này các bạn này. Và nó sẽ kết nối với cái súng ngắn. Cái súng ngắn, một đầu của nó là kết nối với dây cao áp, còn một đầu của nó sẽ kết nối với cái đầu súng. Thì hai cái sẽ kết nối với nhau. Đây. Ok. Cái thứ hai là khi pha dung dịch ấy, các bạn nhớ đổ nước trước nhé. Đây, anh em tôi đã đổ nước trước rồi này. Đấy. Cái thứ ba là pha dung dịch. Thì tương ứng với mỗi loại dung dịch ấy, nó có một cái tỷ lệ pha khác nhau. Ví dụ như có những loại dung dịch 100ml của nó chỉ pha được với 500ml nước. Tuy nhiên là với cái dung dịch Ventec 75 mà Tayco đang cung cấp này, thì 100ml dung dịch có thể pha được với 900ml nước. Đây, tôi sẽ đổ vào để các bạn thấy. Thì sau khi đổ 100ml dung dịch với 900ml nước thì mình sẽ được 1000ml hỗn hợp dung dịch và nước đây các bạn nhé. Và cái thứ tư ấy là sau khi pha dung dịch bọt tuyết, dung dịch bọt tuyết và nước rồi thì các bạn nhớ lắc đều trước khi sử dụng. Và cái thứ năm ấy là trong cái quá trình sử dụng ấy thì các bạn phun bọt ra, các bạn có thể điều chỉnh được cái độ xòe hoặc độ trụ của cái bọt tuyết mà mình phun ra. Thì tí nữa trong quá trình demo các bạn sẽ thấy. Thì bây giờ sau khi mà pha dung dịch xong, kết nối với cả súng và máy cao áp, thì anh em tôi sẽ trực tiếp demo để các bạn thấy. Mời anh Linh. Thì vừa rồi tôi đã giới thiệu với các bạn cái bình rửa xe bọt tuyết mini Kokoro mà Tayco đang cung cấp. Các bạn khi mà xem video còn những vấn đề gì chưa hiểu có thể là gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho cái số hotline ở phía trên màn hình, hoặc comment cái câu hỏi mà các bạn đang muốn hỏi xuống dưới cái video mà các bạn đang xem. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu như các bạn thấy video hay có thể bấm like và đăng ký kênh để có thể theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Cảm ơn tất cả các bạn và chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ.